Đây đang là chiếc iPhone 12 hot nhất tại thị trường Việt Nam chúng ta trong vài ngày qua. Full box nhưng có mức giá cực kỳ rẻ, chỉ bằng iPhone 11. Trong hộp của nó vì là full box cũng có cáp sạc, và tất nhiên các bạn cũng có cả củ sạc. Cái đấy chỉ có là mơ thôi. Đây là sản phẩm mặc dù là mới nhưng mà đã được kích hoạt online một thời gian rồi. Chiếc máy này là phiên bản Nhật GA, không có V. Và phiên bản Nhật của chúng ta luôn được nhà mạng xả ra với mức giá cực kỳ tốt. Và các bạn cần phải lưu ý, tình trạng pin của nó đang còn mới nguyên 100%. Máy không có bất kỳ một vết xước, không có bất kỳ một chỗ nào trầy hay các bạn để mà chê cả. Một trong những cái vấn đề mà máy Nhật hay bị, đó là khi bạn chụp ảnh sẽ kèm với âm thanh. Tuy nhiên, sản phẩm này từ những cái phiên bản iOS mới nhất, các bạn chỉ việc về Việt Nam lắp SIM vào là các bạn sẽ nhận ra vùng ở Việt Nam và chụp ảnh không kèm âm thanh nữa. Thế nên có thể nói đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn nào ưu tiên với mức giá tốt nhất.